Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tầng 56.7 Galaxy 19 đến với quý vị trong phần tin tức của ngày thứ năm 13 tháng 6 năm 2019. Và ngay từ sáng sớm hôm nay, rất nhiều bản tin breaking news bao gồm một vụ tấn công vào hai tàu chở dầu ở vùng vịnh Hormuz và đã khiến cho giá dầu tăng cao đến 4%. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Thế nhưng trước hết thì trời sáng nay rất nhiều mây mù, Thảo Yên hứa hẹn một cái ngày mát hơn nhiều so với hai ngày trước. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay sáng sớm thì trời đã có mây mù và cũng chính vì vậy mà nhiệt độ ngày hôm nay sẽ giảm hơn nữa so với ngày hôm qua. Hôm nay trung bình ở Westminster và Garden Road lên cao nhất cũng chỉ có 70 độ mà thôi, thưa quý vị. Và đến bắt đầu từ 5-6 giờ chiều là nhiệt độ rớt xuống còn có 60 mấy độ, kèm theo gió vào khoảng 12 dặm một giờ, cho nên là có lẽ quý vị sẽ cảm thấy lạnh hơn cái mức mà 69 68 69 độ, chúng ta sẽ cảm thấy giống như là 62 độ vậy. Và từ đây cho đến cuối tuần thì nhiệt độ vẫn còn tiếp tục giảm tiếp, với những ngày buổi sáng là trời sẽ nhiều mây âm u, rồi đến trưa thì nhiệt độ lên không cao, trung bình là 65 cho đến 68 độ mà thôi. Và những ngày này thì trời có gió, và đặc biệt thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, dự báo thời tiết cho thấy là có 10% trời sẽ mưa, thưa quý vị. Nhưng mà có lẽ là những cái nơi mà gần đồi núi rồi đó. Và độ ẩm những ngày này thì cao, lên đến 75%. Nhưng mà nhìn chung thì trời mát hơn nhiều và không phải lo trời nóng cũng như mở máy lạnh, thưa quý vị. Và hình ảnh mới nhất được ghi nhận hai chiếc tàu chở dầu trong lúc di chuyển qua vùng vịnh Hormuz. Và đây là cái khu vực mà một bên là Ả Rập Thống Nhất và một bên là Iran phân nửa cái đường hàng hải. Nơi đây có rất nhiều các tàu chiến của Mỹ, hàng không mẫu hạm, rồi bảo vệ từ phía Kuwait ở phía Bắc xuống tới UAE, các quốc gia Ả Rập Thống Nhất, và ngăn chở. Và hầu hết tất cả các tàu chở dầu từ Iraq, Kuwait, Ả Rập Saudi tìm cách mà di chuyển dầu và đưa dầu cung cấp cho châu Âu, cho châu Á thì đều phải qua cái vùng vịnh Hormuz. Và vùng vịnh Hormuz chúng tôi đã từng đề cập trước đây từ mấy tuần lễ trước, sau khi Hoa Kỳ gia tăng lệnh cấm vận nhắm vào Iran và hủy bỏ hiệp ước vũ khí nguyên tử với Iran có từ thời ông Obama, thì là căng thẳng đã lên cao. Và ngay cả khi trước khi xảy ra cái vụ tấn công này, ngày hôm qua ông Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản trong lúc công du Iran, và trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, ông Shinzo Abe đã đưa ra lời khuyến cáo, ông lo ngại là cái khu vực eo biển Hormuz này có khả năng sẽ trở thành một cái vùng bùng nổ lớn cái cuộc chiến trong vùng Trung Đông. Ngay sau lời tuyên bố đó thì sáng ngày hôm nay chúng ta ghi nhận hai chiếc tàu chở dầu, một chiếc tàu là thuộc Na Uy và một chiếc tàu mang cờ của Panama, một chiếc tàu mang tên là Front Altar và một chiếc tàu mang tên là Kokuka Courage. Kokuka Courage mang cờ của Panama. Cả hai chiếc tàu này di chuyển và chở dầu cho Nhật Bản và Đài Loan, và theo dự trù sẽ đến cảng của Singapore trong một vài ngày tới. Thế nhưng khi di chuyển ngang qua đây thì ngay lập tức đã bốc cháy. Và cho đến giờ phút này, thưa quý vị, Hoa Kỳ thì một giới chức quân sự cũng khá là vội vã, bởi vì chưa ai biết được chuyện gì chính thức đã xảy ra. Nhưng mà một giới chức quân sự Hoa Kỳ lại đổ lỗi cho Iran và nói rằng chính Iran là kẻ đứng đằng sau cái vụ tấn công tàu dầu này, thưa quý vị. Hậu quả là giá dầu đã tăng lên đến 4% ngày hôm nay.
dầu tăng lên 1 đồng 56 sen, bây giờ thì tăng còn khoảng 3% ở mức 52 đồng 70 sen. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres cũng đã đưa ra những cái lời khuyến cáo, bởi vì chính ông bây giờ ông nói không ai biết được ai là kẻ đứng đằng sau, có thể là kẻ Hồi giáo quá khích. Ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến phi trường Abha của Ả Rập Saudi đã bị bọn Hồi giáo quá khích Houthi tấn công. Nhưng mà đằng sau đó, theo nguồn tin của cơ quan Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, họ đã khuyến cáo là nhóm Houthi này ở Yemen từ xưa tới nay đã được sự yểm trợ, hậu thuẫn, ám trợ của Iran. Và Houthi đã rõ ràng lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công phi trường Abha. Thì ngày hôm nay xảy đến cái vụ này, ông Tổng Thư ký Guterres khuyến cáo nói rằng ông kêu gọi hai bên tự chế, có nghĩa là bên phía Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ, hoặc là kể cả chủ nhân của hai chiếc tàu chở dầu này, một là của Panama, một là của Na Uy, nên tự chế, và kể cả Hoa Kỳ nữa, bởi vì phải cần thực hiện một cái cuộc điều tra cặn kẽ để tìm hiểu ai đứng đằng sau vụ này. Nhưng mà sáng nay trả lời phỏng vấn của các đài truyền hình Hoa Kỳ thì các giới chức quân sự lên tiếng với điều kiện ẩn danh, nói rằng họ nghĩ đó là Iran tấn công. Nhưng mà có các chuyên gia khác thì họ không nghĩ như vậy. Họ nói rằng Iran hiện nay không có dại dột gì gây nên xáo trộn cho cái khu vực này, bởi vì chiến tranh xảy ra, nếu xảy ra thì chỉ có hại cho Iran mà thôi. Chính vì thế mà Hoa Kỳ thì sáng tới nay, mặc dù Hoa Kỳ cho biết họ đã phải mở cuộc điều tra để tìm hiểu cặn kẽ, bản tin cũng ghi nhận một chiếc tàu thì bị thủy lôi tấn công. Vâng, thủy lôi tấn công. Và một chiếc tàu thì dường như có một cái chất nổ sử dụng nam châm để mà cho cái chất đó dính vào cái mạn tàu. Khi mà tàu di chuyển thì nó nổ. Cho nên có hai cái phương cách tấn công vào sáng ngày hôm nay, nhắm vào hai tàu dầu. Một chiếc tàu thì bị thủy lôi, và toàn bộ thủy thủ và công nhân hoạt động trên chiếc tàu đã được cứu. Một chiếc tàu khác thì bị một cái vật nổ nam châm gắn vào mạn tàu. Cho nên đây là những gì chúng tôi biết được cho đến giờ phút này, và xuyên suốt trong ngày hôm nay và kể cả ngày mai nữa, chắc chắn sẽ có thêm các chi tiết cặn kẽ. Họ sẽ tìm hiểu xem cái chất nổ này đến từ đâu và làm thế nào trong lúc mà chiếc tàu neo đậu ở vùng Ả Rập Saudi hoặc là Kuwait vân vân, lại có ai là kẻ lạ mặt đã gắn cái chất nổ đó vào. Thứ hai nữa, họ sẽ tìm hiểu xem cái loại thủy lôi đó bắn từ hướng nào. Thưa quý vị, và chiếc tàu đang di chuyển qua vùng vịnh Hormuz, là nơi mà hải quân Iran đang chiếm đóng một phần phân nửa cái đường ranh, một bên là Ả Rập Thống Nhất, một bên là Iran. Thế thì câu hỏi đặt ra là lẽ đương nhiên là không thể nào mà Ả Rập Thống Nhất tấn công được, và giới chức thì nói rằng Iran tấn công. Cho nên cái vấn đề hiện nay nó còn rất là mơ hồ, và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết nếu như nhận được thêm những cái bản tin đáng chú ý trong ngày. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì được biết vào ngày hôm qua, bà thống đốc của tiểu bang Maine đã vừa chính thức ký ban hành một cái dự luật, từ nay sẽ chính thức trở thành cái đạo luật cho phép những người bị bệnh mà không chữa khỏi ở tiểu bang này có thể tìm kiếm sự trợ giúp, sự trợ tử nếu mà có sự xuất hiện của một vị bác sĩ kế bên. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái bản tin này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi.